Trung Kiên Moto chào tất cả anh em. Hôm nay là Trung Kiên vừa đến Bắc Giang để giao một chiếc xe Win Huyền Thoại 100 bác Tuấn và phục dựng em chốc của anh là 30 triệu. Và bác có để thì cái chứa không nằm trong này này. To thế này mà cô tôi không nói chuyện. Về con chăn gà bắt tôi nói rồi. Về chăn gà. Về biết đâu bán được khoảng 1-200 triệu thì ngon. Đấy rồi. Cho em xin cảm nhận là chiếc xe này bác nhận bác cảm thấy thế nào? Được. Được chưa? Được. Không được phốt em như mẹ đâu nhá. Được rồi. Đấy, nhà bác. Có tiền tôi làm có xe mộc. Đấy anh em nhá, bác Tuấn có nói là bác dọn mới rồi, nhưng sau này có tiền bác lên xe mộc. Và việc đầu tiên, việc thứ hai là quan trọng nhất là quan trọng là trên này có một anh phụng dựng Win rất là giỏi. Em không nói chuyện đó kia nhưng bác vẫn tin được em. Bác quý mến em đã gửi xe cho em. Đấy là cái chân quý. Còn không thể là phân thân được hai xe dọn hai người được. À một xe dọn hai người được. Thế thôi. Đó, nhá. Còn em ghi nhận là đã mua này, bán tiền cái này của em nhá. Vâng. Tiền đếm rồi nhá. Vâng. Cái này kỷ niệm nhá. Vâng. Nếu mà tiếc em trả lại. Không. Tiếc em trả lại không nên mất. Không. Tiếc em nói là. Vâng. Tôi nói là. Vâng. Tôi nói là kéo lại ra một tí đứng cốc đấy. Em nói bác này này, có những cái bác xem nhé, bác nói bác em không được xem nhiều. Em chỉ tin bác, thì bác tin em rồi. Không. Chúng tôi đây. Đứng góc kia kìa. Hoàn toàn là chúng tôi nói này. Là đứng góc kia nó quay cả xe. Để cho nó mật. Thế còn cái giá cả cũng như bây giờ xin được phép là giấu tên trên video. Tại chúng tôi không nói ra. Em nói rồi. Có nghĩa là Trung Kiên đã giao dịch thành công là cục trầm được rồi. Rồi. Thế còn chúng tôi nói thẳng luôn là độ chính xác 100% là cục trầm. Riêng anh này nhá, nếu anh có cục nữa nhá, anh chỉ nói một câu em lấy nốt. Em về em chỉ đặt ở chỗ câu cái em không bán nói thẳng. Đấy, thế anh không bán là không có giá rồi. Còn nếu để mà nói một câu là bây giờ này, cái này nó là bia. Đúng rồi, nó là bia. Giả dụ như đây là bia. Rồi, bia Hà Nội, bia Sài Gòn, bia Tây Hồ, nó là bia. Bia gì đó. Còn kia nó là trầm, nó là trầm. Đúng rồi. Như nó là trầm gì, nó là tên là trầm chứ không phải là bia này bia gì em còn chưa biết luôn. Bia này thì anh không biết tên. Đấy, em không biết bia gì cho nên đây. Anh chỉ biết nó là bia thôi. Biết anh cũng đúng rồi. Bia gì đây, game cái gì đây này. Game không nhập. Đó. Nhưng mà không biết rồi. Bia chắc là nhập ở đâu về thôi. Thôi được rồi, cung ra này. Lại khui. Rồi, thì cũng rồi. Ơ bà Trung. Thế thì thôi, đây, tất cả anh em mình đây là nó là tình cảm anh em. Em nói thật lòng nhá, nếu anh thực sự anh mà muốn em về cả đâu ấy, anh để giúp em lấy nó cục về đây em lấy được. Em nói thật. Này, em không thích. Nhưng mà cục đấy đẹp không? Nó bé hơn. Nó bé bằng nửa, không bằng nửa. Hai anh em mỗi anh em lấy cục. Thế cục đấy bao trước anh mua bao tiền? Cứ mua 2 triệu như cục em nó nhỏ lắm. Thế bây giờ em không cần xem nhà. Em chuyển cho anh luôn 4 triệu, đưa tiền luôn anh về lấy, em không cần xem. Đời em này mua tôi thế tôi luôn. Không, anh ơi, em muốn về là này, anh lấy sau. Anh quên biết nhiều chỗ, anh lấy em.